Đi kèm với xe tăng này là một cái điều khiển cầm tay, một cáp sạc, một bịch đạn thạch và một cục pin 1200mAh. Cuối cùng là một cái điều khiển cử chỉ bàn tay. Xe tăng này thiết kế rất là hầm hố, có cả loa để mô tả tiếng động cơ luôn. Mỗi bánh chính sẽ có 8 con lăn nhỏ. Nó sẽ giúp cho xe chạy ngang hoặc là xoay tròn 360 độ. Điều khiển thì không có gì phức tạp cả. Tới, lui, xoay tròn, chạy ngang và bắn thôi. Nếu mà quá chán với điều khiển cầm tay thì các bạn có thể chuyển sang xài điều khiển cử chỉ. Nhưng mà nó sẽ không xoay tròn được 360 độ giống như trong quảng cáo đâu nha. Cuối cùng là chức năng bắn. Cái đạn thạch này các bạn ngâm chừng 2 tiếng là xài được rồi. Bắn xa được tầm 4-5 mét. Mỗi lần bắn liên thanh của nó là 3-4 viên đạn. Còn bạn nào đã dùng cái xe tăng đồ chơi này rồi, hãy để lại ý kiến của mình dưới phần comment nha.